đến
thờ tiên chùa động đào cành tiên. Đứng đôi bên lân dân này phường mua sắm hai hàng nền cho chùa sơn trang canh quyền tiếng xuống dịu dàng nhìn đi. Bài biết ngồi khách rằng nghề ai biết ai hay trên sơn lâm rừng vắng chốn này đi. Cứ nam
mấy chạm vàng. Ê à, đi lên trên ngàn năm qua nhiều hoa, đi lên trên ngàn thì lắm quá nhiều hoa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chú sông trời đi lên đến núi rừng, dòng nước trong bên bờ con suối reo, chim em bay lững lờ trên không trung ngàn. Đây núi rừng đẹp hơn muôn hoa, đây núi rừng đẹp hơn muôn hoa. Tình loạn ngã, người về loạn xa. Tay bố bông sinh ra, để mai sinh làm sao? Biết người sao số tôi như người mèo. Vui vào trong biết xuân xa, xuân xa không lo đời người chung tay người chung xuân. Ý nhà, ơi nhà. Xem dâm khỏe mỏi đông cần gì tay em. Xem mời là rồi lại mà câu biết tiền là trong giáp tô bồng xanh để nam đi. Xin kinh đồng để làm mà tôi nghe đại danh tiếng là mà mãi chèo người ai non xuống bạc ngầm bạc dâng lên rồi sẽ được bình an tình. Đầy thương nhớ thương chất chân vàng mà bao kẻ u minh như người con gái thuần quỷ. Sống lâm năm mồ côi xa lân mẹ, đi đeo đầy lúc tiên diện ý anh lên tới cao sức bánh em má. Hỏi thăm để tìm xuống mà vô nhìn, hỏi thăm ra ghép đi vào ý nhà. Giống tụ nghe ngang đức quan hoàng mời, giống tụ nên nghe ngang khi về thiên vàng, làm hoàn đất phủ dày.
nên ăn ngon bức hoàng mười thông minh chỉ tệ thông minh chỉ tệ tuyệt vời không ngâu hai đêm chỉ dùng sinh nghe đấng tiên tài dung sinh đấng tiên tài văn thao ấy võ lược văn thao võ lược từ trời không nên hai hoàng tiêu dao gì dược tính ta tình về ý
riêng bộ não xin ngon ngon mời người ngập so say chăm mong mong kết mừng ngày tiệc vui bất để tay tiên xúc xét rượu bời nhất tình sư dâng lên bề ngọc đề cá ngon đông bời rượu nào rất công bằng người xây ô xây rất công hoàng người xây tề tay tiên đi đụng gió đụng chén rượu đào thì toàn ta dứt lên đi bề ngập cát cô nâng bời là mời dứt quan hoàng mười sợi ô sợi dứt quan hoàng mười sợi thì à ta mũi chúc xem rượu mời ta mũi dâng lên đi bề ngập để cát ngon nâng bời rượu đào rất công hoàng mười sợi ô sợi ô sợi rất công hoàng mười sợi. Cùng vô đây hoang ngữ đồng được về nghề nghe ngàn mây xanh tháp nắng sớm lòng lạnh núi ngọc nhà xoay bóng hoa dòng nam tiếng chim na hoa dòng nắng gió bây giờ ràng để nghe ăn ngon tới lòng sôi xa nghe danh thêm bước quan mang lòng ba xin cúi đầu thắp một đi tân nhẹ oh.
xin quan đoàn bạc do phương lớn bán đất buôn mây xây đèo đông nghi đường tây bước dân đi quan hoàng đưa lối dắt tay chỉ đường gian nan này có tờ vì hoàng ai nhất tập di quan hoàng mời thương nước mong hoàng sẽ được nghi bình nghệ an là họ xa xôi cách giờ mẹ bao lần đường đỏ xa xôi cách giờ mà bao lần từ trong và xứ nghệ hoàng cung vô đây hoàng nữ đồng hoàng cung vô đây hoàng nữ đồng từ ngày ra trình đồng tam tứ phủ nên là tình vợ càng ấy được gặp nhau xa xôi ơi ơi nghe họ xa xôi nhích lại cho gần xa xôi nhích lại gần một ngày đã làm cái bốn vụ thì cũng như con trong một nhà cũng như con trong một người ta con người ta sống ở trên đời nhìn dòng ba giây để rồi mà làm chi xe áng mây bà có dân tượng tiền các hồ xe áng mây bà quỹ con xích hiệu tướng hoặc về đến để ăn xa loan tới quá hồi cùng trong trong nghề phốt nhiên xương hồ gần bốc sọc quyền ngay cứu hình hình cô ở cung đô tòa cây sông cô lấy làm nhà xanh di mắc mong trông ra sức của đèn thank you.
trần gian lý, muôn nén nỗi đong đưa. Ai mà không biết tình ngộ y có gì sông chín mươi diên suối công độc dễ hoa cùng đầy đồng điệp vẫn theo hoa ba sáu năm sức ấy đôi quạt này ba sáu năm sức tôi cần phải lấy quạt để cô lại tương tác thành kỳ đồng tuyệt vời lòng thu tuyệt vời ở trên trời vô dáng lâm thì gió lộng sơn hà cô mới quạt gió đi là gió lộng sơn hà quạt gió mới đam đứng trẻ cũng ra đều tươi vui sóng lặng biển nan cô mới do sóng
mặt biển an đông chẳng nghe sao xa gió tan đạp bay bỏ đi nào. Các ghế hai hàng của chín quạt cho các ghế hai hàng quạt thì cho nam nữ trẻ già đức tinh ngàn tình tình là tình là đằng ngoài gió gì đằng trong ai mà biết phép của diện sắp giúp đi gió cầu sao cầu ra đường mây ấm đi nó gió muôn mây bàn đất cô độ cho khi an lành giả ly cô lấy cô đòn đói hải xanh lấy cô non đỏ hai xanh nghe ba về dâng ngâm mông lấy ông dành đi soi đồng tình mời cô loan dáng từ chung mời cô loan dáng từ chung ngày cũng còn đề làm mẹ bắc đông tây nghĩ ruột nào cô rơi đâu đâu riêng đẹp riêng phủ yêu thức ngầu cắt đào áo người quý đà dâng sông sắt dâng dâng đi về một bầu ngực hương lửa môi môi gió dòng thanh đất lịch nghi đạo ai dám đi đỏ lấy cây tơi làm tán chẳng làm đèn cổ thụ danh anh nam một bầu hình hương nghe gói vụ biệt nề tức thì mang lực ở đi đàn là ca mê phách đi giúp chim cúng dường cúng dường vượt hót đi đầu non là theo bóng về rời con này đang đi theo bóng lên trời anh linh xuất hiện đuổi đổi anh hoa trắng giang tiền tòa xin bồ trắng giang tiền tòa cái gì diễn tức là cả mê thỏ xưa phân hoàn thân gió hồi cùng. Nguyễn Thị Năng đến từ tỉnh Hòa Bình một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt. Thay cho lời cảm ơn, lời chúc mừng của ban tổ chức chương trình gửi tới nghệ nhân đồng thầy Nguyễn Thị Năng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân cộng đồng tiến sĩ Nguyễn Đạt Tân, giám đốc trung tâm nghiên cứu thực hành văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam và nghệ nhân Lê Thị Truyền, chủ nhiệm câu lạc bộ.